Rồi chào anh, bà con nghe, bữa nay thì bà con có máy xăng mini siêu nhỏ gọn luôn nè, chỉ có 2,5 ngựa thôi bà con, 2,5 ngựa quên ga VX100, 2,5 ngựa nha con, là 100 đó, 2,5 ngựa 100 nè, đóng mặt luôn nè, VX quên ga VX100, 2,5 ngựa cốt thẳng nè bà con. Alo, nghe nè, nghe nè. Đúng rồi anh, có cho anh đây 2,5 ngựa siêu nhỏ 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 gọn nha bà con. Bà con nào mà chế bơm nước mini cũng được nè, thế là bơm nước mini thì có này, quá gọn nhẹ luôn, xách tay rồi bỏ xe trở về luôn, chị em phụ nữ lấy được luôn. Còn đó bà con nào đặt đầm cốc đầm bàn rồi này, đây đầm rồi đây, gắn cái đầm cốc đầm bàn là ok luôn, xách nhỏ gọn luôn bà con, xách quá gọn nhẹ luôn. 100 cc 100 cm khối đó, nửa thì 2,5 ngựa dành gắn đầm cốc hay là đồ, đồ ok luôn, với máy gửi xe mini bơm thua bơm xe mini cũng được nè, rất gọn nhẹ. Gọn nhẹ đẹp. Hai ngựa rưỡi nha bà con, bơm siêu mảnh siêu gọn luôn, gắn bơm mini luôn bà con nào, dễ gọn nha, chở về đi luôn nè, đi đâu tưới đó khỏi kéo cái ống cho cực khổ, tưới cà tưới dưa hấu tưới ớt rồi là ngon lành luôn bà con ơi, gọn nhẹ luôn, xách về luôn, có 2,5 ngựa thôi, rất gọn nhẹ. Máy bơm nước mini siêu mini, máy mini 2,5 ngựa, 2,5 ngựa dành gắn cái máy đầm cốc này nè con, đầm cốc tầm bàn rồi gắn dừa luôn nè, máy mới cùng bảo hành 6 tháng luôn nè, đóng mọc quên ga luôn nè, đóng lóc quên ga luôn, ít chậm nè. Có bà con nào mà chế đầm cốc đầm bàn hay là bơm nước nhỏ là vừa luôn, hỏi khách cho nặng nề, nếu nó bơm nước là ra ống 42 rồi con, bộ lượng nước cũng mạch lắm, cũng 20 m³/giờ đó bà con, cũng được 20 m³/giờ cũng được.